Dạ, em xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Hôm nay em giới thiệu tới quý cô chú anh chị một căn nhà diện tích là ngang 5 và 20, đường thông 6m, ấp 4 Vĩnh Lộc A Bình Chánh, nó gần với chợ nữ dân công. Thì đường này nối dài ra tới Quách Điêu luôn nha quý anh chị. Căn nhà này chủ mới sửa lại rất là đẹp luôn. Đường này thì ô tô đi thoải mái à. Thì trong quy hoạch thì đường này lộ giới nó là 12m nha quý anh chị. Thì nhà là hướng Bắc, độ lẫn, có 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, có sân đậu xe hơi luôn ha khu vực này thì cũng đông dân rồi quý anh chị nhà này chủ sửa lại rất là đẹp thì những cái nhà ở khu vực này á đa số á, là chưa có sổ hồng nha quý anh chị sân rất là rộng rãi nha nhà cánh cửa cổng cũng đẹp nữa thì căn này chủ đang rao bán với giá là 2 tỷ 250 mua bán vi bằng chưa có sổ hồng nha quý anh chị hiện tại thì căn nhà này vẫn chưa hoàn thiện hết nha có những cánh cửa sổ cửa nhà vệ sinh vẫn chưa lắp nha quý anh chị tủ bếp cũng vậy luôn đây là nhà vệ sinh phía dưới ở giữa nhà nè rất là rộng nha quý anh chị phía bên ngoài là ngay cánh cửa là nó có cái chỗ để máy giặt luôn ha bếp thì mình có thể làm thêm tủ bếp trên nữa quý anh chị đây là căn phòng master nè Có nhà vệ sinh bên trong luôn ha Phía sau là cánh cửa sổ Phòng này phù hợp với những ông bà lớn tuổi á. Kiểu gia đình mình nhiều người quý anh chị Thì ông bà mình sẽ cho ở dưới đây cho thoải mái ha Phòng khách cũng rất là rộng rãi nha quý anh chị những căn nhà bề ngang 5 mét mà dài 20 mét cũng hiếm lắm quý anh chị Không có nhiều đâu Đất thì có nhưng mà nhà thì rất là ít nha Những căn nhà ở khu vực đường rộng như thế này á, Đa số đều có săn đậu ô tô hết Trên tầng lẫn này cầu thang rất là dễ đi nha quý anh chị Khu vực phía trước này á, mình có thể làm phòng thờ nè Cái trần của trên gác lẫn này nó không có cao nha quý anh chị 2 mét mấy thôi đây là phòng ngủ Thì cửa cũng chưa có lắp kính vô nha Tường thì có dán nha quý anh chị Trên này thì hai phòng ngủ một nhà vệ sinh Đây là phòng ngủ phía sau Nói chung là quý anh chị mua căn này xong là đều hoàn thiện hết cho mình nha Chứ không phải là để như thế này đâu quý anh chị Nhà vệ sinh trên này cũng thoáng nè nhà diện tích năm 20 rất là rộng rãi rồi Sau này mình làm sổ lên lầu nữa Thì những gia đình đông người ở rất là thoải mái nha quý anh chị Dạ em cũng xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip của em Quý anh chị nào quan tâm cái điện thoại trực tiếp số điện thoại của em bên góc dưới màn hình ha Anh chị nào xem clip cho em lực đăng ký kênh Dạ em xin cảm ơn Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip sau